liên quan vụ khởi tố 3 bị can giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin. Đến nay các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, là trợ lý của bị can Nguyễn Phương Hằng. Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, đã thừa nhận hành vi phạm tội giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Tại cơ quan công an, cả ba khai làm theo sự chỉ đạo của bị can Hằng. Cụ thể, bị can Hà, còn gọi là Hà Ly, và bị can Nhi lập nhiều trang mạng xã hội có liên quan đến bị can Hằng. Hai bị can này lên kịch bản cho các buổi livestream, phát ngôn xúc phạm người khác của bị can Hằng. Cả hai còn lên danh sách khách mời, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng. Trong khi bị can Hằng livestream, thì Hà và Nhi cập nhật các câu hỏi mà cộng đồng mạng gửi để bị can Hằng và các khách mời trả lời. Cả hai còn lập nhiều trang, tài khoản Facebook, TikTok, đăng tải cụ thể lịch livestream của bị can Hằng, đồng thời phát tán trực tiếp nhiều clip, thông tin có nội dung, phát ngôn sai sự thật, xúc phạm người khác của bị can Hằng. Trong các buổi livestream của bị can Hằng, bị can Tân đóng vai trò là thư ký, dẫn chương trình. Hầu hết các buổi này, bị can Tân dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng có nội dung xúc phạm, nhục mạ người khác. Bị can Tân còn dùng hình ảnh, clip trên tài khoản YouTube cá nhân, có chèn phần bình luận của mình vào, có nội dung thô tục, xúc phạm nặng nề người khác. Cụ thể, bị can Tân trong buổi đua ngựa tổ chức tại trường đua Đại Nam đã dùng tên người đặt tên cho chó đua, ngựa đua và bình luận khiếm nhã về các nhân vật được đặt tên. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng và mời làm việc với một số cá nhân đóng vai trò khách mời trong các buổi livestream của bị can Hằng để xử lý theo quy định. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.